Đền Thánh, thời Tý, mồng 1 tháng 1 năm Mậu Tý, dương lịch ngày 10 tháng 2 năm 1948. Đạo Cao Đài là hoàng thuốc phục sinh hòa bình. Ngày hôm nay, giờ này chúng ta vui một tí. Năm Tý đến với chúng ta, nếu bần đạo nhớ không lầm, thì buổi Chí Tôn hành pháp có cho bần đạo biết rằng ba con chuột hiệp lại là ngày thành đạo. Năm nay đủ ba con chuột rồi đó vậy. Ta chắc rằng năm nay đạo sẽ kết quả lời hứa của Chí Tôn với con cái của ngài. Thành đạo tức thành đời nơi nước Việt Nam đó vậy. Chúng ta thử ôn lại đã có 23 năm hành đạo. Chúng ta đã chịu bao nhiêu khổ hạnh để bảo vệ con cái của Đức Chí Tôn. Ngày nay, cái kết quả này có đáng giá trừ cái khổ hạnh trong 23 năm ấy chăng? Bần đạo xin nói quả quyết rằng, từ tạo thiên lập địa đến giờ, chưa có nền tôn giáo nào được mau chóng như tôn giáo của Chí Tôn đến tạo nơi xứ Việt Nam chúng ta. Chúng ta ôm thử lại trong buổi thành đạo cuối cùng trong 2 năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có đủ tinh thần tìm hiểu thánh ý của Chí Tôn trong 22 năm, để cho chủng tộc Việt Nam chịu đau khổ, chịu trong cảnh tương tàn tương sát, thống khổ, cảnh tượng nguy ngập, có nghĩa gì, ý vị gì? Ấy là Đức Chí Tôn xây chuyển cho con cái của ngài thấy rằng, hung bạo ở thế gian không phải năng lực độc đoán mà thắng được và trị thế được. Cường lực, ôi cường lực! Đối với thế gian này, nếu có phương trước, có bí pháp, thì duy lấy nhân đức trị nó mà thôi. Hung bạo của đời này không lấy hung bạo trị đặng. Duy lấy đạo đức tinh thần trị mới đặng. Trong 2 năm quốc vận thống khổ do duyên cớ gì? Do lấy hung bạo trị hung bạo. Lấy hung bạo chẳng trừ được năng lực hung bạo, vì hiện giờ sự hung bạo của thế gian vô đối. Ấy là Chí Tôn cho quốc dân Việt Nam một bài học đích đáng, đủ bằng cớ trước mắt để suy đời. Ngài để kinh nghiệm 2 năm rồi. Ngài lấy năng lực, đạo đức tinh thần để cho thiên hạ thấy. Đạo đức tinh thần mới có thể đem hạnh phúc đến cho nội giống như thế nào, làm cho tỏ trạng nền tôn giáo bằng năng lực tinh thần của ngài. Chúng ta đã thấy bần đạo sau 5 năm bị đồ lưu nơi hải ngoại, chịu mọi điều thống khổ. Cái chết của bần đạo cách cái sống bằng một sợi tóc, mà bần đạo vẫn còn về đây. Nếu nói thế thường, cái tình cảnh chịu 5 năm khổ sở lao lý ấy, tinh thần lấy vật hình thường tâm lý mà nói, không ai mà không cố hận, cố phiền được. Hận với phiền nó cố nhiên, mà nếu hận phiền ấy theo tâm lý thường tình thì có gì quan hệ đâu. Trái lại, trong thi hài của Phạm Công Tắc còn có một vị làm chủ của nó nữa, là Hộ Pháp. Quyền của Hộ Pháp mạnh mẽ hơn quyền của Phạm Công Tắc, là con ngựa để cởi mà thôi.
Còn hộ pháp là người cởi nên con ngựa, không thể không tuân mạng lệnh của chủ nó được. Hộ pháp có một phần mà phạm công tác có một phần. Phạm công tác là tôi, còn hộ pháp là quyền năng của chi tôn. Nói giống Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho Phong 4.000 năm đã để cho chúng ta hai câu đích đáng. Nếu chúng ta biết dùng từ thử, nước Việt Nam không có cảnh tượng ngày nay. Hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng nhật hữu sở tăng. Hành ác chi nhân như ma đao chi thạch, bất kiến kỳ tổn nhật hữu sở khuy. Câu trước: người làm lành như vườn cỏ mùa xuân, không thấy lớn mà càng ngày càng tăng thêm. Câu sau: người làm ác như cục đá mài dao, tuy không thấy hao mà càng ngày càng mòn khuyết. Lấy nhân nghĩa đối với bạo tàn, lấy tâm ưu ái trả thù hận, ấy là tâm Phật. Phải tâm chí thánh mới làm đặng, bằng đạo làm đặng. Đặng chí, đặng nêu cao tinh thần đạo cao đại này lên như chí tôn muốn. Lẽ thì đem hung bạo trừ hung bạo, theo thường tịnh thì mới vui lòng, thỏa mãn tâm phàm của phạm công tắc thì ắt vui mừng lắm chứ. Nhưng hộ pháp vì biết hại cho tương lai nước nhà nên cầm cây huệ kiếm đưa ra, lấy tâm lý yêu ái đối lại với oán ghét, cốt yếu làm cho nhân loại làm chứng rằng chân truyền của đạo cao đài là quần thuốc phục sinh hòa bình cho nhân loại. Quốc dân Việt Nam làm đặng thì toàn cầu mới làm đặng. Ai cầm huệ kiếm ấy đặng thì họ cứu nước họ đặng, cũng như Việt Nam đã cứu nước Việt Nam vậy. Đền Thánh, đêm 15 tháng 4 năm Quý Tỵ dương lịch năm 1953. Đại nghiệp thiêng liêng của đạo. Đêm nay bần đạo giảng hơi lâu một chút, cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn có hơi mệt một chút. Dẫu có mỏi cũng đừng phiền, vì lâu lâu mới có một lần giảng đạo. Bần đạo đêm nay giảng đạo có chân truyền bí yếu, trong đó cả con cái Đức Chí Tôn nên để ý cho lắm, nghe và nhớ. Những ai đã để tâm tìm đạo, họ sẽ để một dấu hỏi. Họ nói lẽ gì, cái lý do gì mà Đức Chí Tôn đến lập giáo. Đêm nay bần đạo giảng về cái đại nghiệp thiêng liêng của đạo đối với con cái khổ não của Ngài. Họ đã để dấu hỏi, Đức Chí Tôn đến đặng chi, đặng làm gì. Khi mà các vị giáo chủ đã đến lập các nền tôn giáo rồi, thử hỏi trong cái phương diện cũ kỹ của các vị giáo chủ thế nào, để dấu hỏi chúng ta tìm hiểu. Phải chăng Ngài đến đặng Ngài chia khổ não cùng con cái của Ngài?
Phải chăng Ngài đến cùng chúng ta với sự từ bi bác ái của Ngài, đặng Ngài cứu khổ cho toàn con cái của Ngài? Phải chăng ngoài ra mục đích ấy thì chúng ta không thể lấy lý do gì mà giải nghĩa cho hết được? Ngộ nghĩnh thay, Ngài đến lập giáo mà Ngài không có dáng trần, Ngài không có xác thịt. Trái lại, Ngài chia khổ não cùng con cái của Ngài bằng một cái quyền năng thiêng liêng vô đối đó vậy. Ngài có đủ phương thế làm một cách ngộ nghĩnh là Ngài dùng quyền năng thiêng liêng kia, Ngài đã tạo thành nền tôn giáo cao đài hôm nay, chẳng phải là điều dễ. Bần đạo nói, Ngài đến đặng Ngài tạo đại nghiệp cho chúng ta, thì chúng ta mới có phương thế quan sát tận tường được. Ngài đến đặng Ngài trụ cả lương sanh lại, Ngài lấy xác phàm của họ đặng làm thánh thể của Ngài là hội thánh. Thánh thể của Ngài cốt yếu là thay thế hình ảnh hữu hình của Ngài, hình ảnh phàm tục của Ngài, với bằng cơ hiển nhiên trước mắt là Ngài dùng quyền năng vô đối để chia khổ cùng con cái của Ngài. Thật sự là đó vậy. Khéo léo hay chăng là trong các lương sanh của Ngài thống hợp lại làm thánh thể của Ngài, Ngài chỉ cho họ cái quyền trước hết là quyền làm thầy để giáo hóa chúng sanh. Nếu đáng phận làm thầy ấy thì mới vào hàng phẩm làm cha, làm anh cả con cái của Ngài. Bằng cớ hiển nhiên là trong thánh thể của Ngài, từ giáo hữu, giáo sư, phối sư, đầu sư, trưởng pháp, rồi lên tới giáo tông, mới được quyền kêu anh cả mà thôi. Ngài lấy cái quyền anh cả đặng chi? Có phải quyền huynh thế ngôn chăng? Quả nhiên vậy. Tỷ thí như một ông cha trong con cái của Ngài muốn cho có mực thước chuẩn thằng để thay thế Ngài, thì Ngài phải lựa chọn ai trước hết? Có lẽ Ngài lựa người con trưởng nam. Tất nhiên người anh cả có đủ quyền giáo hóa đàn em đi cho có mực thước, lẽ tự nhiên đó vậy. Làm cha ấy đặng chi? Phải chăng làm cha ấy đặng điều định trong gia đình, nuôi nấng đàn em của họ? Bằng cớ hiển nhiên vẫn vậy. Nếu ông cha đã chọn người con trưởng nam thay thế quyền cha để nuôi nấng, dạy dỗ, chiều dắt đàn em, thì tất nhiên người ấy phải đủ đầy đức hạnh thì ông cha mới giao trọng trách ấy. Một điều trọng yếu hơn hết là làm sao cho cả con cái của Ngài không có chịu nghèo đói, khổ não, truân chuyên, thúc phục nô lệ của đời như trước kia thì mới đáng người anh cả đó vậy. Đức Chí Tôn đến lập giáo, Ngài có nói: Thầy đến đặng Thầy chia khổ não cùng con cái của Thầy. Thầy lập hội thánh là cốt yếu làm cho nên hình, nên tướng, cho nó biến ra thành đại nghiệp thiêng liêng của đạo. Hôm nay chúng ta có thể nói rằng cái quyền năng đại nghiệp thiêng liêng của đạo nó sẽ giàu có mà chứ. Giàu của cải ấy để làm gì? Chúng ta thấy trước mắt các nền tôn giáo từ trước giàu có sang trọng của họ biết bao nhiêu, mà họ đã chia khổ cùng con cái của Ngài chưa? Chưa có chia. Nếu có chăng là quyền thiêng liêng của Đức Chí Tôn, tất nhiên là ông trời mà thôi.
Phải chăng cả nhân sanh thống khổ chừng nào thì họ cứ ngước mặt lên kêu trời, còn than thì chẳng biết than với ai, chỉ có than với trời mà thôi. Biết bao nhiêu tâm hồn thống khổ đã kêu ngài biết mấy lượt, kêu gào cảnh khổ não đường đời của cái sống khổ biết bao nhiêu. Ta thử nghĩ, đàn anh kia thấy đàn em khổ não, chịu đói khát, chịu rách rưới, chịu truân chuyên, chịu lệ thuộc, chịu đủ thứ cái khổ trên đời về phần thể xác của họ, trong khi con cái của ngài đã lâm vào cảnh khổ não ấy, thì đàn anh lại không biết dìu đỡ, nuôi nấng con cái của ngài một mảy may gì hết. Trái lại, nó lợi dụng cái khổ não con cái của ngài đặng làm sang trọng vinh hiển của nó. Khi ông cha nghe đàn con khổ não kêu này dường đó, thử hỏi tâm hồn của ông cha như thế nào. Nếu trong gia đình phận sự ông cha như thế đó, thì có lẽ Đức Chí Tôn cũng thấy ấy, và phải hơn nữa. Bần đạo đã giải nghĩa như thế, và bần đạo nói quả quyết, cái đại nghiệp thiêng liêng của đạo, nếu không bảo vệ được kẻ ăn mày vẫn đang vẩn vơ ngoài chợ, họ không được hưởng sự giàu có của đạo, thì cả đại nghiệp này là dối và là đổ bỏ. Đền Thánh, đêm mùng 1 tháng 7 năm Canh Dần, dương lịch năm 1950. Cái khổ của Thánh Thể Đức Chí Tôn. Hôm nay bần đạo thuyết về cái khổ, về phần Thánh Thể của Đức Chí Tôn, trong buổi định vận mạng cho nước Việt Nam. Chúng ta đã đủ hiểu rằng, dầu cho con người có đủ tinh thần chiến thắng nơi mặt thế này, dường nào đi nữa mà phạm vẫn là phạm. Vì cớ cho nên, Đức Chí Tôn đã nói, nơi mặt địa cầu này không có ai đặng trọn lành, và cả toàn thiên hạ cũng không trọn lành. Tất nhiên, mặt thế này nhân loại chẳng hề khi nào làm đặng. Khi Đức Chí Tôn đến tạo đạo, ngài đã ký hòa ước với chúng ta, buộc chúng ta phải thực hiện cho đặng cơ quan cứu khổ của ngài. Trọng hai chữ bác ái và công bình, ngài đem ngôi vị thiêng liêng thần, thánh, tiên, Phật đổi lại cho chúng ta, mong lấy có bao nhiêu đó thôi. Hại thay, khi ngài đến nước Việt Nam, đặng chịu dưới ách lệ thuộc quyền hành sở hữu, các tôn giáo không vui thấy cây phướng cứu khổ của ngài thực hiện ra đặng, mà quyền hành trị thế cũng không vui khi thấy cái triết lý cứu khổ của ngài. Hại thay, ngài lựa sắc dân nô lệ này làm thánh thể của ngài. Dĩ nhiên, cái khổ hạnh thánh thể của ngài là cả toàn con cái của ngài trong cửa đạo, không thế gì chối cãi đặng. Đạo đã chịu cái khổ hạnh thế nào thì toàn con cái của Đức Chí Tôn, tức là thánh thể của ngài, đều chung chịu như thế ấy. Ôi biết bao nhiêu khổ, nếu chúng ta không phải mang danh thánh thể của ngài, thì chúng ta viết một quyển sách kể cái khổ hạnh mà chúng ta đã chịu từ thử đến giờ. Dám chắc rằng không có một người nào xem mà không đổ lụy đặng. Chánh sách ấy đương nhiên sống với cái triết lý nhắm mắt nhăn răng, cái triết lý đương tranh đấu của loài người vẫn vậy.
mà chúng ta đem cái triết lý cứu khổ với nhân nghĩa của tổ phụ Việt Nam đã để lại thực hiện nó ra là khó khăn không thể nói được. Kìa, chủng tộc Việt Nam đang tranh đấu đặng định quốc của mình. Một bên họ chỉ lấy tinh thần chủng tộc làm căn bản đặng định quốc, tất nhiên quốc gia. Còn một bên nương theo cái quyền lực quốc tế đặng họ làm năng lực tranh đấu cho họ. Có hai con đường. Thánh thể của Đức Chí Tôn phải đi con đường nào chứ? Nếu phải đi với cây phướng cứu khổ, với hai chữ nhân nghĩa của Đức Chí Tôn đã định, thì ngoài con đường quốc gia ra, không thể đi con đường nào khác nữa được. Nếu chúng ta có chiến đấu, thì cũng khó định phận cho nó. Chiến đấu, không lẽ chúng ta đem cái oán mà đổi oán, đem cái thù mà đổi thù? Nếu đem lễ ấy chiến đấu thì thánh thể Đức Chí Tôn phải ra phạm còn gì. Trái ngược lại, chúng ta phải dĩ ân báo oán. Cả toàn thánh thể Đức Chí Tôn giờ phút này thiên hạ đương suy nghĩ, nhất là chủng tộc Việt Nam. Họ đã hỏi tâm lý thường tình của họ. Cao đài bị thiên hạ giày xéo, cao đài dưới ách nô lệ chà đạp. Đương nhiên, họ có thể báo oán đặng không? Họ ngu muội thế nào? Họ đã đi ngược với chủng tộc Việt Nam. Cái triết lý tối cao tối thượng, dĩ ân báo oán, từ bi bác ái và công bằng vô tận, trong cửa đạo cao đài chúng ta đã bị biếm trách. Điều ấy chúng ta đủ hiểu. Chúng ta làm thì nhất định chịu. Bởi chúng ta biết rằng biếm trách ấy giờ phút này nó sẽ làm đại vinh dự cho chủng tộc Việt Nam ở trong tương lai. Họ thù oán chủng tộc Việt Nam bao nhiêu thì tương lai kia sẽ định cho họ thiếu nợ tình trong cửa đạo bấy nhiêu. Hại thay cho những kẻ mù quáng đang tâm giết những con cái Đức Chí Tôn, trong buổi họ định vận mạng tương lai cho nòi giống Việt Nam của họ. Thế gian này không có cái gì cướp bóc hay cái gì xin xỏ được của đạo cao đài. Đối với cái danh dự cho nước Việt Nam bằng giọt máu nhân nghĩa, tưởng cái giá trị ấy từ thử đến giờ chưa có ai làm đặng, chỉ có đạo cao đài này thôi. Thì biểu sao thánh thể Đức Chí Tôn không khổ hạnh? Vậy bần đạo xin khuyên hãy vui đi, lấy cái đó làm vinh dự giá trị của nó, thì bao nhiêu cái khổ kia sẽ được cao thượng. Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên cây thánh giá, làm con tế vật cho ngài buổi nọ. Buổi hôm nay, chúng ta đem cả tinh thần đạo đức làm con tế vật cho ngài đó vậy. Hãy vui đi, cứ tự tôn tự đại đi. Từ thử đến giờ, chưa có ai làm được, mà mình làm được và đã làm được. Có như vậy mới đáng an vui và hy sinh. Như thế thì mình mới có giá trị cao thượng. Đền Thánh ngày 30 tháng 7 năm Đinh Hợi, dương lịch 1947. Chí Tôn xuống tại thế. Hôm nay bần đạo giảng về Chí Tôn xuống tại thế. Giảng đây nói về sự hiển hiện, một cớ là các báo trên hoàn cầu đã đăng, và khi ấy
có vi bằng kiết chứng, không phải là ngụy biện. Các tôn giáo bất kỳ ngôn ngữ nào, nếu đề nghị vấn đề ấy, tức là nói đến đạo Bà La Môn, là một tôn giáo tối cổ lấy sự tích Chí Tôn giáng trần lần đầu tiên, gọi là Nhất Thế. Chí Tôn là Brahma, tạo dịch là Bà La Môn, đến thành Tibet, Tây Tạng, khách Tàu gọi là Lama. Ấy là một tôn giáo tối cổ. Bần đạo sẽ thuyết tự nơi xứ Tibet đến đền Lama. Qua 10.000 năm rồi, Đức Chí Tôn mỗi 50 năm đến đó một lần, đến với hình thể chứ không phải với chân linh như Ngài đến với chúng ta ngày nay. Việc này đã được Hoàn Cầu đăng khắp mặt báo khi Đảng Cộng sản nổi lên đánh đổ đế quyền Nga. Các vương hầu khanh tướng phần nhiều bị giết. Vị hoàng đế thuộc dòng Bạch Nga bị Cộng sản giết trong lúc đảo chánh. Có một vị hoàng thân chạy thoát đến lánh nạn ở Tibet. Nhờ lòng đạo đức của dân Tibet, các quan công thần phò vị hoàng thân đến đền thánh Tibet, ở trong chỗ mà loài người phần nhiều là đạo đức, bởi dân Lama đạo trị chứ không phải thế trị. Nhờ Đức Dalai Lama bảo bọc nuôi dưỡng, lòng ái quốc ưu quân đã giúp vị hoàng thân ấy thoát nạn cùng gia đình thân tộc. Khi đến đền thánh được trọng đãi, trong 10 bữa vẫn an vui, nhưng lòng hoài cố vẫn đeo đuổi theo mãi. Phần thương vua, phần nhớ nhà, ngài mới yết kiến đại sư. Đức Dalai Lama thấy sắc duyện, đoán biết tâm bệnh của ngài, mới ngó ngay nói rằng: kỳ Chí Tôn đến ngự như đã hẹn, khuyên hoàng thân ráng đợi vài tháng Chí Tôn sẽ đến. Nếu các ngài thấy Chí Tôn, các ngài sẽ được an ủi lạ thường. Mấy vị công hầu ở đó trước 2 tháng rồi có hỏi Đức Dalai Lama: Chí Tôn đến cách nào và hình thể người ra sao? Trả lời: các ngài muốn biết cứ đợi đến chừng đó sẽ thấy. Chỉ xin căn dặn các ngài một điều là chung quanh đền thánh có treo những thanh chung, chừng nào những thanh chung đó ré lên một lượt là Chí Tôn đến vậy. May thay, đến ngày mấy vị vương hầu vì tánh tộc mặt muốn biết nên đã vào chờ trước trong đền thánh. Khi cả thiên hạ vào cúng rồi thì tất cả thanh chung đều khua tiếng. Các bậc đại sư quỳ niệm, mấy người kia cũng quỳ, nhưng cố lóng tay thì nghe từ ngoài xa dường như có nhiều tiếng chân ngựa chạy có nhịp nhàng. Đến trước đền thì dứt, Chí Tôn từ từ vào, đến ngồi trên cái ngai để sẵn thờ ngài trong đền thánh. Các vị công hầu hết sức kinh khủng, chư vị đại sư thì quỳ mọp mà họ chỉ quỳ nửa chừng, mắt lén dòm theo. Hình ảnh Chí Tôn đẹp đẽ vô cùng, không bút mực nào tả được. Hào quang của ngài rọi sáng khắp đền. Cứ thường lệ, mỗi 50 năm ngài đến một lần. Tiên tri những hành tàn trong 50 năm sẽ tới. Bài tiên tri ấy bần đạo mới đọc, không nhớ ở trong Cao Đài Giáo Lý hay ở trong sách nào, bần đạo sẽ tìm lại đọc cho toàn đạo nghe. Mấy người ấy thấy ngài đúng như trong tờ kiết chứng vi bằng, nghe tới tiếng ngài nói, nghe tới lời ngài giảng đạo. Khi giảng đạo rồi, chư vị đại sư bái lễ xong thì hình ảnh Chí Tôn biến mất, đồng thời ánh hào quang cũng mất. Những người ấy vẫn chưa tin, mượn cái đèn đi đến chỗ cái ngai ngự thì còn thấy dấu ngồi trên nệm nhung bởi còn lặng. Chí Tôn đã đến đền thờ, đã thờ ngài 15.000 năm trôi qua,
10.000 năm Ngài đã ban ơn tại mặt thế này. Trên thế giới có 3 đền thờ Chí Tôn: đền thờ Lama, Tibet; 1. Đền thờ Rome; 2. Đền thờ cao đài chúng ta mới lập sau này. Đã từ lâu, đền Rome Chí Tôn chưa ngự đến hỏi tại sao. Ta có thể nói tại Rome thờ không đúng hay chưa đủ nguân kỳ cho Ngài giá lâm. Chúng ta để sở vọng ước ao, nhờ Chí Tôn thường đến với chân thần vô hình, dựng cơ bút dạy đạo tại đền Lama thế nào, thì chúng ta cũng được Ngài ban ơn dường ấy. Duy dân Tây Tạng, họ được hạnh phúc kiến diện thiên nhang, còn chúng ta chưa. Ước ao cả toàn sắc dân yêu ái chân chánh nhất tâm nhất đức, giữ hiếu cùng Ngài, giữ trung cùng đạo. May ra sau này sẽ có Ngài ngự, thì hạnh phúc ấy sẽ ghi tạc sử sanh, để ngàn đời như đền Lama. Hỏi ta được ân ấy chăng? Được mà kiếp hay chạy do tâm đức của nội giống Việt Nam. Giờ nào Chí Tôn đến lập đạo với hình thể đó nơi nước Việt Nam, thì là ấn trấn toàn tâm hồn của loài người, thì mới mong mỏi được hòa bình thế giới, đại đồng thiên hạ. Ước mong thế nào được mau sớm, người ta đã 15.000 năm mới hưởng, thì ta chưa chắc gì đặng hưởng sớm. Xin dân Việt Nam mà Ngài nhìn là con yêu dấu của Ngài, được đủ đầy đạo đức như dân Tây Tạng, thì mới đặng đặt ân thâm trọng ấy. Nếu không đặng như thế, trễ nải, khó thấy được Chí Tôn, thì hại cái phân chia nhân loại còn chịu lâu dài hơn nữa. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại đền Thánh, đêm 14 tháng 10 năm Quý Tỵ dương lịch 1953. Chuyển quốc đạo. Hôm nay cửa đạo thêm một tuổi nữa. Thật ra, nếu không phải cái quyền linh vô đối của Đức Chí Tôn đến đặng chuyển quốc đạo, thì trong một thời gian ngắn ngủi, nền đạo chưa rõ đến địa vị cao trọng và quý hóa như thế này. Đạo Cao Đài, tức đạo tổ phụ của chúng ta, chỉ mới có 20 mấy năm thôi. Nếu chúng ta kể từ ngày chuyển thế của nó, nhưng thánh thể Đức Chí Tôn và toàn thể con cái nam nữ của Ngài nên nhớ rằng đạo tổ phụ mấy người đã 2.500 tuổi, phải nhớ điều đó. Đêm nay bần đạo giữ lời hứa buổi hôm kia, bần đạo nói rõ thánh ý của Đức Chí Tôn đến mức nào và Ngài muốn gì. Giờ phút này cả toàn con cái của Ngài chắc có lẽ thắc mắc vì vậy. Nội tình của đạo gặp nhiều nỗi khó khăn. Nếu chúng ta không nói rằng nó đã chịu một khó khăn về mọi phương diện, nhưng đối với bần đạo, bần đạo thấy mỗi phen đạo chịu khổ nhục, chịu khó khăn hay bị chê rẽ khinh khi, thì bần đạo lại vui mừng mới chướng cho chứ. Bởi mỗi phen như thế là mỗi phen Đức Chí Tôn muốn rửa ráy nó, tô điểm nó đến một địa vị cao trọng thêm nữa, chớ chẳng chi khác. Cả con cái Đức Chí Tôn đều tin nơi bần đạo, để con mắt quan sát coi có quả như vậy hay không. Cái khó đương nhiên bây giờ làm cho thêm nhục cơ thể đạo là sửa soạn tô điểm đặng một đài vinh diệu vô đối. Trong thời gian ngắn ngủi tới đây, nếu cả con cái Đức Chí Tôn có đức tin thì hiểu rõ điều ấy. Trái ngược lại, hễ mỗi phen đã gặp khổ hạnh khó khăn chi trong cửa đạo, thì nhớ lời của bần đạo vui đi,
mừng đi, bởi chẳng hề khi nào trật điều đó. Để quan sát lại coi, rồi sẽ thấy cái vinh diệu của đạo Cao Đài sẽ đến mức nào trong thời gian sau đây.